Trong cõi nước mười phương có Đức Phật Thế Tôn giảng nói pháp chánh yếu. Bồ Tát nguyện sanh thế giới đó để gần gũi cúng dường, lắng nghe chánh pháp. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này, đa phần từ trời cõi dục cõi sắc chết đi, sanh vào loài người. Ở châu Thiệm Bộ, giỏi các môn kỹ nghệ, chú thuật, kinh thư, địa lý, thiên văn và các pháp nghĩa, hoặc sanh vào biên địa nơi thành lớn, nước lớn, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này không bao giờ nghi rằng ta bị thối chuyển hay không thối chuyển. Đối với pháp tự địa cũng không sanh nghi là có hay không. Đối với các việc ma biết một cách chính xác rõ ràng như hàng dự lưu, đối với pháp tự địa không bao giờ sanh nghi. Giả sử có ác ma làm những việc rối loạn mê hoặc vẫn không thể làm khuynh động được. Đại Bồ Tát bất thối chuyển này, đối với pháp tự địa chắc chắn không sanh nghi, biết rõ việc ma, chẳng theo ma lực. Như có người tạo tác nghiệp không gián đoạn, tâm tạo nghiệp liên tục này mãi mãi đi theo, như bóng không rời hình, cho đến lúc qua đời không thể rời xa, nếu sanh tâm khác cũng không thể ngăn dẹp. Các Bồ Tát này cũng như vậy, tâm không thối chuyển, mãi mãi đi theo an trụ nơi bậc bất thối chuyển của Bồ Tát, trời người Atula vân vân của thế gian không thể làm lay động, phá hoại pháp đã tự đắc. Đối với các nghiệp ma khéo biết rõ ràng, với pháp đã chứng thường không nghi hoặc, tuy sanh đời khác cũng chẳng phát khởi tâm tương ưng thanh văn độc giác, và chẳng tự nghi ta ở đời sau có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chăng. An trụ tự địa chẳng theo duyên khác, đối với pháp tự địa không thể hủy hoại. Vì sao? Vì các Bồ Tát này thành tựu trí không dao động, không thối chuyển, tất cả ác duyên không thể khuynh động, tâm ấy kiên cố hơn cả kim cương. Giả sử có ác ma giả hình tượng Phật đến chỗ Bồ Tát nói như vậy: nay ông nên cầu quả A-la-hán, chấm dứt các lậu, vào bắt Niết Bàn. Ông chưa kham nhận thọ ký Đại Bồ Đề, cũng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Nay ông chưa có các tướng trạng bất thối chuyển, nên Như Lai không thể thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cho ông. Khi Đại Bồ Tát này nghe những lời như vậy, tâm không biến động, chẳng lui chẳng mất, không kinh khiếp, không sợ hãi, chỉ suy nghĩ, đây nhất định là ác ma hoặc quyến thuộc của chúng, hóa làm ra hình tướng Phật, để đến chỗ ta nói những lời như vậy. Nếu đúng là Phật nói thì không khác như thế. Thiện hiện nên biết, nếu khi Đại Bồ Tát nghe kẻ đó nói mà có thể quan sát nhớ nghĩ như vậy, chắc chắn đây là ác ma hóa làm hình tướng Phật, muốn ta xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, muốn ta buông bỏ sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì thế không nên nghe lời kẻ đó nói, lúc đó ma kinh sợ biến mất ngay. Đại Bồ Tát này nhất định đã an trụ bậc bất thối chuyển, từ lâu đã được chư Phật quá khứ thọ ký Đại Bồ Đề. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này thành tựu đầy đủ các tướng trạng của bậc bất thối chuyển, có thể biết rõ việc làm của ác ma, làm cho chúng ẩn mất, không thể hiện lại được. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Này thiện hiện, có các Đại Bồ Tát bất thối chuyển, hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, bảo vệ chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng. Huống gì của cải bạn bè bà con, vì bảo vệ chánh pháp, nên dõng mãnh tinh tấn, thường nghĩ thế này, chánh pháp này tức là pháp thân thanh tịnh của chư Phật, tất cả Như Lai cung kính cúng dường. Nay ta ủng hộ pháp Phật quá khứ hiện tại vị Lai, tức là ủng hộ pháp thân thanh tịnh của chư Phật ba đời. Vậy nay ta chẳng nên tiếc thân mạng của cải bạn bè để ủng hộ chánh pháp. Lại suy nghĩ, chánh pháp này thông thuộc chư Phật Thế Tôn ba đời, ta cũng rơi vào số Phật vị Lai, Đức Phật đã thọ ký đạo quả giác ngộ cho ta. Do nhân duyên này, chánh pháp chư Phật tức là pháp của ta, ta nên bảo vệ chẳng tiếc thân mạng của cải bạn bè. Vào thời tương lai ta được làm Phật cũng vì hữu tình giảng nói pháp này. Đại Bồ Tát này thấy việc lợi ích như vậy nên ủng hộ chánh pháp Như Lai đã dạy, chẳng tiếc thân mạng cho đến Bồ Đề thường không lười mòi. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển.
Này thiện hiện, có các đại Bồ Tát bất thối chuyển, nghe chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, thuyết chánh pháp không nghi, không ngờ, nghe rồi thọ trì chẳng quên mất, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề vì đã đạt văn trì Đà La Ni. Khi ấy thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát này chỉ nghe Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác thuyết chánh pháp mà không nghi không ngờ, cho đến Bồ Đề thường chẳng quên mất, hay nghe Bồ Tát và các thanh văn, trời rồng dược xoa, người chẳng phải người vân vân, thuyết chánh pháp cũng có thể đối với họ không nghi không ngờ, cho đến Bồ Đề thường chẳng quên mất. Phật dạy, này thiện hiện, đại Bồ Tát này nghe khắp tất cả âm thanh ngôn ngữ của hữu tình, có thể thông đạt văn tự nghĩa lý, không nghi không ngờ, thường chẳng quên mất. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này ở trong các pháp đắc vô sanh nhẫn, đã khéo thông suốt thật tánh các pháp, nên nghe pháp đều tùy thuận và không nghi không ngờ, lại được văn trì Đà La Ni nên thường có khả năng nhớ nghĩ, không bao giờ quên mất. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Thiện hiện nên biết đây là các tướng trạng của đại Bồ Tát bất thối chuyển.